Nga ơi, có nhà không Nga ơi? À, anh Dần. À, anh lại đem củi cho em nữa đó hả? Ờ, anh mang cho em bó củi để em khỏi vui rừng em kiếm chi cho cực. Em cảm ơn anh. Anh cứ đem củi cho em hoài, em ấy nấy quá à. Có gì đâu mà ấy nấy, anh em với mình chung lối xóm với nhau mà, chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn mà, dù sao cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn, hai đứa có nhau. Anh cứ giỡn hoài à. Cũng may là anh đem củi tới kịp lúc đó. Nhà em cũng hết củi rồi, em chưa có nấu nước cho chị Ngọc về tắm nữa. Chị mà về không có là chị lại la em nữa đó. Nga nè, anh nói cho em nghe này nè, dẫu biết rằng em với lại chị Ngọc không phải là chị em ruột với nhau, nhưng mà từ lúc má em với lại ba chị Ngọc chấp nối lại với nhau, lúc đó chị Ngọc còn nhỏ xíu à, không có biết gì hết á. Rồi cái má em thương chị giống như là con ruột của mình. Khi mà ba má em mất á, chị ý lại là con của người vợ lớn, ức hiếp em. Em cũng cam tâm chịu được hay thiệt chứ. Anh đừng có nói vậy. Dù sao chị cũng là chị lớn, chị nói gì em nghe cái đó cũng đâu có sao. Với lại em làm em nhường chị một chút cũng được mà. Em nhường chị chẳng qua là em coi chị là chị ruột của em thôi. Chứ chị có coi em là em ruột của chị đâu. Thấy không, chị có làm gì đâu. Bắt em quần quật suốt cả ngày từ sáng cho tới chiều tối luôn vậy đó. Hay thiệt. Thôi, dù gì á, chị cũng đi chợ để bán giải mà. Chị có mỗi đi bán giải xong về nhà ăn rồi ngủ. Còn em á, em phải dệt giải nè, lau nhà nè, nấu cơm nấu nước nè, cho chị tắm nữa. Anh á, sát bên nhà anh thấy hết chứ. Không, anh biết hết trơn. Thôi, cha mẹ em đã mất hết rồi, em chỉ còn mình chỉ là người thân à. Em ráng chịu đựng chỉ một chút cũng được mà. Với lại anh đừng có nói như vậy, lỡ mà chị nghe được, chị tưởng đâu là em đi nói với anh rồi chị la em đó. Anh đâu có ngu được mà nói cho chị. Anh đâu có ưa chị đâu. Chị gì mà kỳ cục. Chỉ là chợ chị bán giải ha, chị nói với người ta là một mình chị dệt giải thôi. Mà có ai biết đâu, em ở nhà em cực khổ, em dệt suốt cái sáng tới chiều tối như vậy đó. Ai cũng tưởng chị cực khổ thôi, chứ một mình anh biết nha, em cực khổ. Thôi, em đi ra lấy củi vô nấu nước cho chị tắm. Thôi, em cứ ngồi đó đi. Sáng giờ em làm cực rồi, mấy việc đặng nhọc để cho anh làm cho. Em đây, để đó đây nè, để cho tôi nè. Rồi, để đi. Gì vậy? Tiền chứ gì. Tiền gì? Tiền gánh mướn. Gánh gì? Gánh giải từ chợ về đây chứ gánh gì. Gì? Gánh cái giải không về cũng lấy tiền đó hả? Đâu vậy? Đi gánh bỏ lại chỗ cũ. Không cho tiền thì bỏ lại chỗ cũ chứ đâu. Trời đất ơi, ông khùng hả? Thằng Tám á, gánh cho tôi á, hai bận. Bận đi bận về mà lấy một bận à. Ông đòi làm sao? Nó là thằng Tám, tôi là thằng Tư. Tôi gánh bận nào tôi lấy tiền bận đó. Nghĩ sao gánh đi gánh về hai lần trả tiền lần sao trời. Tôi đưa tiền đây. Ông á, ông tính toán quá hả? Mày mốt á, tôi không thèm kêu ông nữa đâu. Trời ơi, chắc cần à. Nghĩ sao tính trả tiền lần. Trời đất ơi, làm cái coi hết được rồi. Tiền nè. Bao nhiêu đây cũng được mấy lon gạo. Mà nói nè, con gái gì đâu, vừa vừa phải thôi. Tính toán gì đâu, muốn ăn gian người ta luôn vậy. Đi về đi. Ê người cưng. Cái tôi. Đàn ông gì mà nói nhiều. Thì ghét. Anh Dần. Anh Dần. Trời đất ơi. Cái ông này. Ông làm gì ông gặp mình giống như gặp ma vậy trời. Kêu cũng nghe nữa, chạc nước à. Biết hả trời. Mà ông làm gì sao biết nhà mình vậy ta? Nãy giờ về cũng không thấy Nga đâu nữa. Nghi ngờ lắm nha.
Nghe đâu? Nghe. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Nãy giờ đâu? Dạ em ở dưới bếp. Chị về rồi hả? Sao hôm nay chị về trễ chứ vậy? Tối trời luôn rồi kìa. Bán nghe về trễ chứ làm sao? Mà nè, làm gì sao bếp vậy hả? Mà hả, làm gì ông giận á? Ông thấy tao á, ông chạy đi nước vậy, kêu ông không nghe luôn, lắm lắm lét à. Anh giận ảnh em cũ qua cho hai chị em mình đó. Em cũ cho mày cho tao cái gì? Mà nè nè, tao nói trước nha, mày với ông giận á, lén phén với nhau á, là tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà, không cho mày sống đây luôn á, nghe chưa? Dạ, đâu có gì đâu chị. Cơm nước xong chưa? Dạ rồi. Nấu nước nóng cho tao tắm xong chưa? Dạ rồi. Sao còn đứng đó nữa? Đi pha đi. Dạ dạ dạ. Dạ, chị chờ em chút nha. Ngày nào cũng mấy nhiêu việc đó mà chậm chậm à. Ghét. Nấu nước cho chị tắm nè Nga. Trời đất ơi, nhỏ nó mất tiêu, kêu nó không lên tiếng gì trời. Trời đất ơi Nga, trời đất ơi, trời sáng bừng vậy rồi giờ còn ngủ làm sao? Ơi chị, tại tối hôm qua em thức khuya quá cho nên em ngủ quên. Trời đất ơi, vậy mà nói làm. Vậy đi xách nước, nấu nước cho tao tắm. Dạ dạ, em đi liền. Chị chờ em một chút nha. Bực bội quá. Sáng sớm. Thank you.
Này cô kia, cô đang tìm kiếm cái gì vậy? Cô từ đâu tới? Dạ, con làm rớt cái thoi dưới giếng. Con đi tìm nãy giờ mà không có. Cô không thể nào tìm được cái thoi đâu. Tụi trẻ chăn trâu á, nó lấy nó đem làm củi đun bếp rồi. Bà ơi, con mà mất cái thoi đó, con không có về nhà được đâu. Chị con không cho con về nhà đâu. Thôi thôi, con đừng có khóc nữa. Ôi, người cô ướt hết rồi kia kìa. Vô nhà lão đi, rồi lão tìm đồ khác rồi mà thay. Xong, già sẽ tìm cái thoi khác cho cháu nha. Đi. Dạ, con cảm ơn bà. Con gái nhà mình sao mà nó nhanh nhẹn, nó siêng năng. Mới có một buổi mà nó dọn dẹp nhà cửa đâu rồi đấy, gọn gàng sạch sẽ, đẹp mắt nữa chứ. Mà ủa, con bà uống miếng nước đi. Ừ, cảm ơn con. Mấy công việc này ở nhà con làm riết quen rồi. À, cơm nước xong rồi, để con dọn cơm cho bà ăn nha. Ôi. Ôi. Lâu lắm rồi, già mới thấy mâm cơm ấm cúng như vậy. Trời ơi, nhìn thức ăn ngon á, già thấy đói bụng quá à. Ăn cơm mời con. Ba. Ai, trời ơi, dạ vui lắm mà đói bụng nữa, thôi ăn đi con. Dạ. Bà ăn cái. Cảm ơn con. Con ăn đi. Dạ. Con. Bà. Con nhớ nhà phải không? Bà. Ê. Con. Chị của con á, đối xử với con tệ vậy, con về làm gì? Con ở đây với già nha. Dạ. Con ở đây được bà yêu thương chăm sóc cho con vui dữ lắm. Nhưng mà con cũng nhớ nhà con nữa. Con nhớ khung cửi. Nhất là không có con ở nhà, không có ai dệt vải hết. Với lại con đi đã khá lâu rồi, chắc là chị của con ở nhà mong con dữ lắm. Dạ biết. Nhưng mà dạ đã tìm cho con được cái thoi mới rồi đó. Thiệt hả bà? Thiệt. Con cảm ơn bà. Dạ. Mai dạ sẽ đưa con về. À. Ủa, mai được về phải vui á, sao là con buồn? Con đi rồi, bà ở đây một mình, con thương bà lắm. Phải chi con có nhà riêng của con á, thì con sẽ đón bà về ở chung cho vui. Con đừng có lo cho già.
Dạ ở đây quen rồi. Con á còn phải quay về lo công việc của con nữa. Mai dạ sẽ chỉ đường cho con đi qua một cánh rừng, sẽ tới nhà liền ha. Dạ. Con nghe ta dặn nè, trên đường về con đi qua rừng cây, thấy trái xanh á đừng có hái, thấy trái chín á đừng có ăn, mà con chỉ lượm một trái rụng dưới gốc á đem về nhà thôi nha, nhớ nha con. Em đẹp quá nha. Ừ. Lúc hồi chiều đi trên đường á, chút xíu nữa là anh không nhận ra em rồi. Cũng may là em kêu anh lại á, không thôi anh cứ tưởng em là một nàng tiên mới dán xuống làng. Anh cứ khen em hoài, em mất cỡ mà. Có. Em đẹp thì anh khen em đẹp chứ bộ. Tại vì lúc trước em lam lũ ha, em ăn mặc xấu xí lắm. Còn bây giờ em ăn mặc đẹp nè. Em cứ mặc đẹp như vậy nha. Ha? Nè, chị Ngọc của em á cũng đẹp như em nữa, nhưng không đẹp bằng em đâu. Cái ông này, ông có thấy em nói chuyện vô duyên không vậy? Chị em nhà người ta lâu ngày không gặp nhau, không để tụi tôi nói chuyện, làng sàng hoài. Mới về đi. Thôi, em vô nấu cơm. Anh đi về đi. Mai rảnh qua chơi nha. Gì? Ngày mai rảnh đâu mà chơi. Còn phải dịch giải nữa kìa. Bữa giờ người ta đặt hàng quá chừng luôn, không ai dịch hết á. Vậy thôi, để em vô nấu cơm rồi em ra anh dịch giải liền. Bữa nay em đã có cái thoi này rồi. Cái thoi này dịch giải rất đẹp mà lại nhanh nữa. Sao hay quá vậy? Cái thoi này là bà lão tặng cho em đó. Bà nói là em siêng năng chăm chỉ, cho nên bà đã tặng cho em. Hay quá. Nếu như mà bà lão biết em ở nhà mà lam lũ như vậy ha, bà lão chắc chắn sẽ tặng em 10 cái thoi luôn, chứ không phải là một cái thoi đâu nha. Tao nói nhiều quá vậy, không về đi. Đi đi. Nói chưa cũng tối rồi, anh đi về. Có gì sáng mai anh đem củi qua cho em nấu cơm nha. Nói nghe nè, không biết ai vô duyên hay không mà người ta cứ nói chuyện lạng sạng vô miệng người ta hà. Ôi, đẹp quá à. Cả đời á, hai chị em mình dệt vải á, cũng không được kiếm như thế này đâu nha. À, em, hay là em để chị đi cất cái số vàng này cho nha. Em kể chị nghe, sao mà em đẹp vậy? Thì em đã kể cho chị với anh Nhân nghe rồi đó. Ủa, chứ vậy thôi sao? Không lẽ dễ dàng vậy? Nè, em kể chi tiết rõ ràng chị nghe đi. Nè, em kể từ từ thôi, chị còn nghe rõ nữa. Nè.
sầu quá. Sao mà ngã xuống? Mà không được, phải làm. Làm mới đẹp giống nó chứ. Thôi, trời ơi. Được rồi. Trời, rớt cái thoi xuống giếng rồi. Làm sao đây? Làm sao mình đi về nhà được đây? Không cái thoi, chắc mình về nhà không được. Chắc mình chết ở đây luôn quá. Trời ơi, mình phải xuống giếng tìm cái thoi mới được. À, nhớ rồi. Con Nga nó nói á, là xuống cái giếng tìm cái nhà. Mà nhà này á thì phải gặp bà lão nữa. Ủa bà lão đâu? Bà lão đâu rồi? Bà lão ơi, bà lão, không thấy bà lão ta. À, đúng rồi, con Nga nó có nói á là phải hả giả bộ khóc, khóc thiệt là to lên, rồi sau đó mình đi tìm thôi, rồi mới nói gặp bà lão xuất hiện. Phải khóc mới được. Cô kia, cô tìm cái gì vậy? Dạ, con đang tìm cái thoi. Cô từ đâu tới? Con bị rớt cái thoi xuống giếng, con tìm từ nãy giờ mong thấy. Cô không tìm được cái thoi đâu. Tụi chăn trâu á, nó rộm đem về làm củi đun bếp hết rồi. Nhảy mất cái thoi và con biết làm sao đây. Con sẽ không về nhà được. Thôi thôi, không biết làm sao đây. Cô đừng có khóc nữa. Người cô ướt hết trơn rồi kìa. Thôi theo già này đi vô nhà và cho mượn một đồ khác thay. Rồi già tìm cho cái thoi khác nghe không. Đi vô đây. Tìm thoi khác.
đây. Dạ, con cảm ơn bà. Bà ơi bà. Bà ơi, con thay đồ xong rồi nè. Ủa, bà mới đây mất tiêu ta? Trời, nhà gì mà dơ quá vậy nè. Dơ quá à. À, nhớ rồi, con Nga nó dặn á, gặp nhà dơ là phải dọn dẹp. Ừ, dọn dẹp thôi chứ biết sao giờ. Dơ quá à. Nhà dơ vậy mà công nhận con Nga nó hay thiệt ta. Ở với bà già hả mấy ngày luôn. Trời ơi, hay thiệt á. À, tại sao tôi phải dọn dẹp vậy chứ cực vậy? À, có cách rồi. À, nhà cửa tươm tất, gọn gàng á chứ. Cô gái này cũng được. Ủa, cái gì đây? Kèn đét ơi. Thôi đất ơi, tôi gom tất cả nó bỏ một đống ở đây. Sao không rửa ráy gì hết vậy con? Bà mới về hả bà? Ừ. Sao con không đem này rửa ráy tử tế ra úp vô đó để không đóng vậy sao được? Thì con gom lại một chỗ cũng gọn ghẻ mà bà. Bà cũng thấy nhà sạch sẽ mà bà. Nó nhanh nó lẹ bà ơi. Thôi cũng được đi. Nhưng mà cô, ta đói bụng quá rồi, con đi xuống nấu cơm đi con. Rồi rồi rồi, bà khỏi lo. Con chuẩn bị hết trơn rồi. Con biết sao cái dọn dẹp này là phải nấu cơm nè. Con có chuẩn bị sẵn rồi. Bà đợi con chút xíu nghe. Bà, bà ăn đi. Trời đất ơi, lại cháo. Dạ. Cơm chứ thức ăn đâu. Thì bà ăn cháo trắng đi bà. Ăn cháo trắng nó mau tiêu, mà tốt cho bà nữa. Với lại nó cũng lẹ nữa. Cơm hả, nấu chậm lắm. Nào là thức ăn rồi, xào rồi canh rồi kho nữa. Lâu lắm bà ơi, bạn đi cái này làm cho nó lẹ đi xong rồi hả? À, dọn dẹp xong rồi nè, rồi hả nấu cơm xong rồi nè. Bà, vậy là bà giờ dẫn con qua vườn trái cây đi bà. Hả? Sao tôi biết, cô biết tôi có vườn trái cây? À, dạ, thì con nhớ nhà, con muốn đi về nhà. À, thì ra, hiểu rồi. Bởi vậy cho nên cô làm ba cái này, ẩu ẩu tả tả làm cho mau mau xong xong rồi là bảo tôi dẫn vườn trái cây phải không? Con muốn đi về nhà bà ơi. Thôi cũng được, nhưng mà nghe tôi dặn nè, khi đi qua vườn trái cây á, bà khỏi dặn, con biết rồi bà. Qua vườn trái cây thì trái xanh không hái chín không ăn đúng không bà? Con biết rồi bà dẫn con đi liền đi bà. Bà dẫn con về đi bà. Thôi được, đi. Dạ. Thấy trái xanh á, đừng có hái. Thấy trái chín á, đừng có ăn.
em ơi. Anh đi chậm đúng hả? Trời ơi, anh bị dấp cục đá, bây giờ nó sưng lên thì sao? Đau quá. Nè, anh đi lẹ đi, để em còn phải gặp chị em nữa chứ. Mắc cười em ghê vậy đó. Từ lúc chị em bỏ đi á, em tìm khắp nơi rồi còn gì. Tự nhiên cái hay tin có người nó thấy chị em. Trời ơi, chưa nói hết mà. Chờ anh với. Chân anh đau. Chân anh đau. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc. Trời ơi. Chị Ngọc. Chị đi đâu mấy ngày nay? Sao chị không về nhà mà chị ngồi đây? Đừng có đụng tôi. Đụng tôi không dám về nhà hết trơn á. Đừng. Chị Ngọc ơi, về nhà đi chị. Chị Ngọc, em là Nga nè. Để em đưa chị về nhà nha. Mình đi chị. Chị không dám về nhà đâu. Chị Ngọc bị sao chị vậy em? Chị không ai nhìn chị hết trơn á. Chị không dám về nhà đâu. Ai cũng sợ chị chứ. Chị không dám về nhà đâu. Chị ơi, nhà của chị mà. Chị có chuyện gì chị nói em nghe đi. Rồi chị em mình cùng nhau giải quyết nha. Đúng rồi đó chị Ngọc ơi. Có gì thì nói đi chị. Chị bắt trước em xuống giếng tìm bà Tiên. Bà Tiên nhận hai trái xanh đựng hái, trái chín đựng ăn. Chị không nghe lời, chị tham lam nên nhờ cái mặt chị. Mặt chị nó nhận ra đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Em ơi, mặt chị Ngọc thì ghê quá. Chị bị trừng phạt em ơi. Trời ơi, mặt chị Ngọc xấu xí giống như là Nguyễn Gia Soa vậy. Anh nói cái gì vậy? Thiệt chứ bộ. Không sao, mặt chị chỉ bị trầy và dơ một chút xíu thôi à. Em đưa chị về. Không có trầy đâu, không có trầy đâu, bị ghẻ lỡ, không cần coi. Nó sần sần kìa. Thiệt chứ bộ, nó sần sần kìa. Ui. Cái này là chị Ngọc bị bà Tiên trừng phạt nè. Anh biết rồi, những kẻ mà xấu xa, độc ác, tham lam á, thế nào cũng có kết quả, không có tốt đẹp mà. Anh có em đi không? Không sao rồi chị. Đi, em đi từ nhà nha. Nga, chị đối xử tệ em vậy. Em không trách chị sao Nga? Không, mình là chị em với nhau mà. Em không có trách chị đâu. Bây giờ mình đi về nhà nha chị, nha. Giờ mặt chị xấu vậy sao cho nó hết? Cũng tại chị mà. Tại chị tham lam nhờ cái mặt chị vậy. Bà Lãng ơi, bà Lãng không biết lỗi. Bà Lãng ơi, tha cho con đi. Từ khi bị biến thành người xấu xí, người chị xấu hổ với mọi người, nên suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà, không dám ra đường. Còn cô em thì kết duyên với Dật, hai người sống vui vẻ hạnh phúc. Nhờ có thoi vàng và hũ bạc mà bà Tiên cho, cuộc sống của gia đình ngày càng sung túc. Chiếc thoi vàng giúp cô em dệt ra những tấm vải tuyệt đẹp, nổi tiếng gần xa. Với lại nãy chú. Dạ. Một cát ông anh. Tiền tôi đâu? Trời ơi. Cái gì vậy ông? Sao vậy? Ủa, hồi nãy có thằng. Tiền tôi ai mất rồi? Bên đây. Chắc là nó chứ không ai hết. Dạ cả rồi. Đi chăn trâu kiếm vài đồng mua khoai cho cháu ăn. Ai nỡ lòng nào? Trời ơi. Đúng là quân ác ôn mà. Ta già cả mấy đồng cũng lấy. Thôi ông ơi, ông đừng có buồn nữa. Để tôi cho ông số khoai lấy về nấu ăn đi ông. Bây giờ không còn một đồng nữa.
Tiền, tiền tôi đây rồi. Trời ơi, có tiền rồi con ơi. Cháu ơi, chiều nay ông cháu mình có khoai luộc rồi. Trời ơi, tạ ơn trời. Đây, tôi trả tiền cho chị nè. Cảm ơn nha. Trà của chú đây. Bao nhiêu vậy? Hai cắt. Tiền của tôi đâu rồi? À, không có tiền mà xả xả hoài. Sao với bà sao? Tiền, tiền của tôi mới đây mà. Quận chó, quận chó lấy chung ngoài hết á. Bà con ơi, quận chó lấy tiền của tôi. Bữa người ta ăn trộm. Nè, tại sao không biết là chó? Ông có thấy tận mắt không? Thằng này nó lẹ lắm, không ai thấy mặt nó đâu. Tôi phải kiện nó. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi mà. Cái thằng này là mày nói không cắt gì ở làng nó mãi lại cái tiền mà mất. Đơn kiện tên trộm khét tiếng quần gió này đã chất bấy đống như vậy mà ta vẫn chưa thấy được bóng dáng tăm hơi của hắn. Bởi vậy người ta mới gọi hắn là gió. Vậy có ai thấy được ngọn gió đó bao giờ chưa? Kỳ lạ là đó không phải là một tên đáng ghét. Chính mắt Hoàng thấy hắn lấy của những kẻ gian thương, phường trộm cướp chia lại cho người nghèo. Những người nghèo khốn xem hắn như là một vị cứu tinh vậy đó. Dù sao ta vẫn phải làm tròn chức phận của mình, phải tìm ra bằng được hắn, đưa hắn ra xét xử. Còn e là khó lắm, vì chưa có một ai mà nhìn thấy mặt hắn bao giờ cả. Buông gió, đa tạ. E là mình làm vậy không phải là cách đâu Quang. Cho dù bây giờ quận gió mà xuất hiện, mình cũng đâu biết hắn là ai đâu. Mình theo dõi mấy ngày nay rồi, con thấy làm vậy cực cho Quang mà cũng cực cho con nữa. Chi bằng cho lính rải ra canh chừng. Đó, như vậy sẽ tốt hơn. À, mà con nghe đồn là quận gió hả, không bao giờ xuất hiện ở một nơi quá hai lần trong một năm. Ta thích trà trộn và nhìn ngắm thiên hạ. Nhờ đi vậy mà ta nắm được nhiều tin tức, mà nếu chỉ ngồi ở công đường khó mà biết được. Thí dụ về hành tung bí ẩn ngược đời của tên quận gió này. Dạ. Mà con thì nghĩ hắn chỉ là một tên ngông cuồng hám danh, thích quậy phá chơi vậy đó, thích làm những chuyện cho người ta để ý thôi. Cho dù là vậy đi, cũng tốt hơn những kẻ xu nịnh đục khoét làm hại dân lành. Hoàng nói đúng rồi, nhưng mà cứ để tên gió này lộng hành hoài thì còn gì là luật pháp. Ngươi nói đúng bài bản, không sai. Thôi, lo mà để ý đi. Dạ. À Quang, giả sử bây giờ mình bắt được hắn thì Quang định làm gì hắn? Làm gì à? Dạ. Ta sẽ nói chuyện với hắn. Nói chuyện hả? Ừ? Khó. Ê, ê mày, bà già nào mới tới bán cho mày? Lẹ lẹ. Ê bà già, bà mới tới bán hả? Đưa tiền chỗ đây bà già. Cháu ơi, tôi có ít rau cải tôi ra tôi bán. Ngồi từ sáng tới giờ tôi đâu có đụng chạm tới ai đâu. Tôi bán chút tôi về mà tôi chưa bán được đồng nào. Tiền
đâu tôi đưa cho chú. Ra đây bán mà không hiểu luật ở đây hả? Đã tới đây là phải nộp tiền. Không biết tụi này là cướp chợ hả? Dạ dạ. Bà muốn nộp ít đồng hay là muốn mất hết cái chỗ này? Nói thiệt với chú, tôi chưa có đồng nào hết á. Bán hết mấy cái thứ này á là đem nộp tiền cho tụi tôi. Tôi chợ ở cuối chợ. Còn không á thì đừng có bén mảng tới đây nghe chưa. Dạ, dạ. Bà già, đóng tiền thuế đi bà. Trời ơi, sáng giờ có bán được gì đâu mà mấy thằng kia nó lại, nó quảnh hẹ nó thu tiền chỗ. Bây giờ tiền thuế nữa đâu đưa nổi chú. Khổ hai thằng quá nào? Trời. Dạ, hai chú nãy chú ơi. Rồi, mai bà đóng thuế nghe chưa? Dạ, dạ. Tên này phụ nào? Đâu phải lính của ta? Tên đó là người bên phủ quan binh, thường hay lợi dụng quyền hạn, lợi dụng lính này kia nọ xuống để lấy tiền dân làm. Thiệt á, bữa nay mới tận một sở thị. Dân đã nghèo, còn bị tay mấy tầng tay ếch. Vậy mới nói tại sao quận gió lại được lòng dân. Ê, hai tụi mày ở đâu? Giang hồ ở đâu mà dám tới đây ăn hiếp dân lành hả? Hả? Tụi tao phải hỏi mày mới đúng hơn á. Mày ở cái nẻ nào lên đây mà không biết tụi anh xếp xong ở khu này hả? Trấn lột dân lành hả? Mày mới là trấn đại lộ công khai á. Tụi bay chán sống rồi, dám đụng tới quan binh hả? Quan binh là lão nào? Quan nào cũng phải biết chia địa bàn để làm ăn chứ. Còn mày là thằng nào? Mày quan hả? Mày quan hả? Quan hả mà? Đi tao đâu? Vậy mà ăn cắp của tao hả? Nó mất tiền gì vậy? Chính là hắn. Quận gió. Đi. Dạ. Hắn đâu mất rồi? Có người kìa, mình qua hỏi thăm. Mừng quá, nay có tiền nhiều rồi. Cô ơi, cô ơi, tiền ở đâu mà cô có vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên đang ngồi đây à, thấy có một người xẹt ngang, thấy tiền vô mà chưa kịp thấy mặt nữa. Tôi nghĩ chắc là quận gió đó. Thôi, quận mừng gió. Quá, thôi tôi về. Tên này là dạ bẩm. Dạ bẩm, có quan binh đến tìm ngài. Quan binh? Dạ. Người lui đi. Dạ. Ta đến đây để đưa đơn kiện. À mà không, thật ra ta đến đây á, đúng hơn á, là ta đến đây để lệnh cho ông á phải bắt cái tên trộm quận gió đó. Ta nghe nói đơn kiện thằng quận gió chắc cả núi rồi, nhưng mà ông và lính của ông á chưa có dịp dòm được mặt nó. Ông làm ăn gì mà bê trễ sống nhăn vậy? Quan binh đã quá bộ tới huyện đường, chạm bắt được thủ phạm là lỗi của huyện đường. Nhưng thiết kỷ bắt lỗi cái chuyện này là việc của quan trên, đâu phải chuyện của quan binh. Cái thằng này láo. Ông có biết đó, tôi sẽ nói nhỏ một tiếng thôi nghe, là cái chức chút xíu của ông á nó bay bổng vô không gian không hả? Tôi thiết kỷ trước khi hù dọa người khác, ông nên nhìn lại bản thân. Tôi không hiểu sao mà lính của quan binh lại đi vô các chợ rồi sâu thuế ức hiếp dân lành. Nè, chuyện này mà tới tai hoàng thượng e là không hay. Nè, ông đừng có vu khống nghe. Ông nói như vậy bằng chứng đâu hả? Cần bằng chứng, có bằng chứng. Chỉ mong ngài quản lính kỹ hơn, dân tình đã khổ trăm bề rồi. Thư quan lính bắt. Thank you.
Nè, ăn đi. Ăn xin mà còn hảo tâm, không sợ bị đói sao? Ăn trộm rồi đem cho người, không sợ bị bắt. Hẹp hòi chỉ cái bánh. Ông nói gì vậy? Cậu nè, sáng mắt không thấy gió, nhưng người mù lại thính tai. Người mù nghe được gió đó. Nhưng yên tâm đi, ai nghĩ ra chuyện bắt lão mù này làm nhân chứng nhân diện tội đồ. Ta vô hại, đừng lo. Ông đúng là lợi hại, coi như là ta sơ hở. Sao cậu làm vậy? Sao ta làm vậy? Chẳng sao hết, thích thì làm thôi. Chứng kiến thiên hạ khóc cười cũng vui mà. Đi đêm có ngày gặp ma, huống hồ gì thời buổi bây giờ ma quỷ lộng hành giữa ban ngày ban mặt. Chúng cần những người như cậu để đổ tội, coi chừng đó. Ông không nghe biệt danh của ta sao? À, lão mù, ông cho ta hỏi. Ta thấy có một anh chàng thanh niên đang khóc lóc ngoài chợ, nghe nói bị lão trọc Phú Hồ Trịnh trấn lột hết sạch. Cậu chớ dây vô đó. Anh chàng đó tư tưởng con gái quan binh, mà nghe nói nàng ta cũng có tình ý với anh chàng đó. Nhưng công tử Trịnh gia lại nhắm vô cô ta. Quan binh thì chẳng ưng gì, nhưng biết nhà kia tiền kho bạc đủ, là hậu thủ vững chắc cho lão về thế, đành chấp nhận gả con. Nên Trịnh Phú cho người phá nát nhà cửa chàng ta, cướp sạch rồi đuổi ra khỏi nhà. Hỷ thế sắp làm thông gia với nhà quan binh. Lão ta bây giờ coi trời bằng vung đó. Lão mù, ông cứ khéo lo. Cảm ơn ông vì cái bánh nha. Dạ, dạ giờ giấc đã xong, định bụng qua thưa lại với quan anh, mà quan anh đã qua bộ tới đây, thật là thất lễ cho tôi đây. Có gì đâu. À, đêm trăng thanh gió mát, ta muốn thông thả để con người được thoải mái vậy đó mà. Với lại qua gặp ông, tôi muốn nói cho ông nghe chuyện này. Thường á, con dâu á thì phải về nhà chồng, đúng không? Nhưng mà khổ nỗi ta chỉ có một đứa con gái à, cho nên ta muốn con rể tương lai của ta về ở chung nhà với ta. Dạ sao? Quan anh đang muốn con tôi ở rể bên nhà quan anh à? Nếu như vậy thì sao? Tốt cho nó quá. Nếu được như vậy á thì tôi sẽ bù đắp lại cho con rể tôi. Dạ. Tôi sẽ sắp xếp cho nó một cái chức quan ở tại vùng này. Dạ thưa quan anh, quan anh muốn con của em nó làm quan huyện, vậy thì ông quan huyện đương thời ra sao à? Ông ta cũng là ông quan liêm chính lắm đó. Ông ấy sắp văng rồi. Ta đã thu nhập chứng cứ, nó sẽ thông đồng với quận gió, trộm cắp phá phách khắp nơi. Hắn tiêu đời rồi. Chà, thằng con trai của em quả nhiên đẻ một điều, tự nhiên được làm rể nhà quan, rồi được làm quan. Ôi, may mắn cho cuộc đời của nó quá. Có gì đâu, cái đó gọi là bánh ít đi bánh quy lại đúng mà. Dạ không dám, không dám. Dạ mời quan âm nè. Ông ơi. Gì vậy? Ông ơi, con nghe tiếng động, con chạy vô. Cái rương bị cậy, vàng bạc mất tiêu hết rồi. Nó để lại tờ giấy này. Đưa đi coi. Rút. Dạ. Quận gió. Cái gì? Quận gió? Hả? Quận gió quá vãng tới nhà của ta. Quang Anh, có khi nào nó nghe câu chuyện bình bạn từ nãy tới giờ không Quang Anh? Sáng mai
ông sẽ đi báo ngay cho tên quan huyện đó, coi nó làm như thế nào. Lần này mà hắn không tìm ra hung thủ, ta có cớ đuổi hắn đi ra khỏi chỗ này. Một câu đối chuyện. Dạ. Ông nói đi. Cái tên quận gió đó, nó đã quơ hết khối tài sản mà ta đã bòn cho đãi cháu, ăn mắm hút dòi dắt cổ chài ra nước cả cuộc đời của ta. Hoặc phải bắt nó cho ta. Nếu không thì tôi sẽ đưa án này lên trên, quan trên sẽ trút phế chức quan này của ông đó. Ông hãy bình tĩnh trình bày sự việc đầu đuôi. Chỉ có một dải lụa bị xé, có tên quận gió, thì chưa nói được là quận gió làm. Trời, còn gì phải nghi ngờ nữa. Nó đến như gió, nó đi như mây. Giờ ta bây giờ như ngất như ngay, không là nó thì là ai ở xứ này. Thôi được rồi, ta nhận đơn này, ông cứ về đi, để chúng tôi điều tra. Trời ơi, lúc nào mấy ông cũng nói cái điều đó. Đơn thưa chất cao như núi mà cứ hứa hoài. Hay là ông đúng như là đồn, ông đã thông lưng với nó rồi. Ông kia, cẩn thận lời nói của ông đó. Lời nói này là của thiên hạ chứ đâu phải của ta mà cẩn thận. Anh nhớ, ta là thông gia của quan binh đó nha. Quan liệu hồn đó. Dạ bẩm quan, bên ngoài có lời đồn đại là quan thông lưng với tên quận gió, chắc là có kẻ muốn hại người. Đừng nghe những lời đàm tiếu, lo việc của mình đi. Nếu như quận gió ra tay, thì tại sao hắn lại nhắm vào Trịnh gia? Dạ, theo nghe ngóng tình hình ở ngoài chợ á, thì có một chàng trai là chủ xưởng rèn bị ông này hại tới tán gia bại sản, chỉ vì là tranh giành con gái của quan binh với lại con trai của ông ta mà thôi. Là chàng trai trẻ dở điên dở dại đó. Dạ đúng rồi quan. Nếu vậy thì cái tên quận gió sẽ tìm tới hắn. Đi thôi. Ông làm gì vậy? Đi tắt mắt cái đầu. Ông không có nên thân nên nết gì hết trơn. Ê, vậy mày thấy thằng quận gió tới đây chưa? Nó cười là có, là có. Sao không biết? Đó thấy chưa? Gió, gió mát quá trời luôn. Gió mang chứ không phải quận gió. Ông rảnh quá. Em nhầm. Vậy có nghĩa là nó chưa tới. Quang Anh à, hay không phải là quận gió mà có một thằng nào đó nó mạo danh quận gió thì sao Quang Anh? Chắc là nó. Thế nào nó cũng tới đây cho tiền thằng này. Lúc đó ta lấy tiền lại. Ê. Còn cái thằng này, tướng mày sao hôi hám quá. Vậy mà lại dám nói là yêu con gái tôi chứ. Con ma. Ngủ đi mày. Trời. Gì? Quang Anh ở không? Quang Anh ở không vậy? Người ta đang ngủ. Quang Anh kêu vậy chút cũng ngon. Kêu nó vậy mới biết thằng quận gió chưa tới đây. Bây giờ biết quận gió chưa tới đây rồi, nó ngủ tiếp đi. Cứ nó thích làm gì? À, em nhầm. Đi ngủ tiếp đi. Hoàng Thanh Liên tới. Lánh vào trong mặt. Lánh mặt vào trong. Nhầm. Đi đi. Bẻ lên. Tội quá, từ một thanh niên trai tráng mà bỗng nhiên thành ra như vậy. Đưa anh ta về nhà ta. Dạ. Ta muốn cho anh ta một chỗ ngủ đàng hoàng. Người giúp cho ta tìm một thầy lang thật tốt để chữa trị cho anh ta hết bệnh. Nếu đúng như quận gió muốn giúp anh ta, thì hắn chắc chắn sẽ tới tìm anh ta mà. Dạ. Cậu ta, ngươi đưa ta đi đâu? Ngươi đi về nhà ta ở, ta nấu cơm nấu cháo cho ngươi ăn. Chứ ở đây đói bụng lắm, không có cái gì cho ngươi ăn đâu, thấy không? Cho no bụng biết chưa? Vậy hả? Vậy hả? Vậy đi. Đi. Đây là bằng chứng rõ ràng thằng quận gió thông đồng với quan Thanh Liên. Nếu vậy
quận gió mà xuất hiện. Vậy thì cái tên đó thì mình tin sao hả Quang Anh? Dễ mà. Ta sẽ canh me bắt được thằng quận gió, đồng thời bắt quả tang Quang Thanh Liêm thông đồng với thằng quận gió. Nhất cử lưỡng tiện. Thách thức ta hả? Lý quận gió này là ai vậy chứ? Nè, cháu nè, Quang kêu ta nấu cho ngươi ăn đó. Ăn. Ăn từ từ thôi. Con không hiểu sao ngươi ra nông nổi này. Con công ty này mở lại xưởng rèn, cưới vợ, biết chưa? Xưởng rèn, cưới vợ, khùng mà cũng có vợ. Cưới vợ. Nè, tao biết ngươi không có khùng. Tỉnh lại đi, coi ta trị mấy thằng đó. Cất tiền vô đi. Không ngờ ngươi thật sự dám tới đây mà tới 3 ngày nữa. Ngươi đợi túi tiền lại đây, không sợ ta lấy mất sao? Tôi đã biết ông không phải là loại người đó. Và tôi tới đây là để tìm ông đó. Gặp ta. Lão Quan Binh và lão Phú Hộ đang hè với nhau để vu khống cho ông cái tội, thông lưng với ta nhằm phế chức ông, để mà đưa con trẻ của Quan Binh vô thế chỗ. Chỉ vậy thôi. Đó là vậy. Sao anh lại bảo ta biết? Sao gì? Tôi thích thì tôi làm thôi, chẳng có trăng sao gì hết. Ta phải bắt anh. Đơn thư đã chất cao mấy chồng rồi. Bắt anh là cách duy nhất để ta chứng minh ta vô tội. Ông bắt được thì ông cứ bắt. Ông thừa biết khi tôi tới đây là tôi đã không biết sợ rồi. Phận sự là phận sự. Tuy là ta rất cảm kích những việc làm của anh, nhưng... Lính nào! Hẹ lên! Bắt quả tang Quang Thanh Liêm thông lưng với quận gió. Mày tịch thu số vàng đó. Bắt Quang Liêm giải lên phủ. Phải. Bắt Quang Liêm phủ lên giải. Cái gì? Em nhầm. Bắt Quang Liêm giải lên phủ. Ta đâu có bằng chứng trong tay. Để nhanh gọn, nhận tội đi. Ngươi nhận tội thì đỡ nhận nhục hình. Ta nghe đồn ông vì muốn đẩy ta ra, đòi đưa con rể tương lai của ông vào, mà vu khống ta thông lưng với cướp. Ta không tin. Đường đường là một quan binh thống lĩnh ngàn quân, mà sao nhỏ nhen hẹp hòi như vậy? Linh. Dạ. Tra khảo đến khi nào nó nhận tội thì thôi. Dạ. Không sao chứ? Ngươi không có sao không? Ngươi, ngươi đã gây ra quả cho ta. Giờ thì chính thức ta thông lưng với ngươi rồi. Nè, bộ muốn nó đánh cho mềm xương hay sao? Nếu ta có tội thì có luật vua phép nước xét xử. Ngươi chỉ làm rối chuyện hơn thôi. Luật vua phép nước hả? Ta không có chơi cái luật đó. Ta có luật của ta. Luật của ta là ngươi sao đợi tới lúc đó cho thân tàn ma dại. Nè đi. Ngươi không hiểu. Ta có thoát cũng còn túi vàng của ngươi bắt được ở trong nhà của ta. Coi như bằng chứng chúng ta thông lưng với nhau. Trước sau vậy ta cũng bị tống vào ngục. Nếu vậy thì bỏ Quách đi cho xong. Nè, hay ho gì cái chốn công đường toàn bọn nha sai bẩn thỉu. Ngươi không hiểu được đâu. Ta đã nguyện dù chỉ một mình không làm được gì nhiều,
Ta vẫn cố là một vị quan tử tế, giúp ích cho dân. Tóm lại là ông không ra đúng không? Không. Ta tin phép nước phân minh sẽ nhìn rõ lòng ta. Ôi trời ơi, ở đó mà phân minh mà chờ phép nước của ông, để coi ông còn sống tới lúc đó hay không. Không chừng tới lúc đó ông đã quá thành người thiên cổ rồi. Ông không đi thì ta đi đây. Anh là người tốt. Ai? Ông nói ai? Ông nói ta là quận gió, tên trộm khét tiếng nhất vùng này, là người tốt à? Phải, anh có tấm lòng nhân hậu, anh là người tốt. Đa tạ. Có tốt á thì cũng chỉ tốt một lần này thôi. Ông không chịu ra, ta đi đây. Dạ, em kính mời quan anh à. Xin lỗi, tôi chủ gia. Dạ. Sao, có chuyện gì? Dạ bấm quan anh xui. Sáng mơ này lần xử tội tên quan cứng đầu đó rồi. Nhưng mà tỷ dụ như nó không chịu nhận tội á thì mình tính sao đây hả quan anh xui? Mà phải công nhận thằng đó cứng đầu thiệt. Tra khảo nó biết bao nhiêu lần mà nó vẫn không khai. Mặc dù á có nguyên một túi vàng làm tang chứng, mà bây giờ nó một mực á nó chối cãi, thì mình cũng không thể nào mà mình ép quan trên nó xử tội nó, tước chức bỏ ngục nó được. Vậy nếu như cần đút lót chi bao nhiêu tiền nữa để gọi là mua cái chỗ đứng cho cục cưng của em, cũng là con rể của quan xui? Quan xui cứ nói à. Ông nói cái gì? Dạ không có gì. Đút lót hả? Dạ. Thôi được. Nếu như mà phú thông gia nói như vậy á thì tôi cũng sẽ đi gặp quan trên để về với ổng, để ổng xử cái thằng cứng đầu đó cho tôi với phú thông gia. Dạ vậy thì cái nạt cái gì của quan anh hồi nãy thì là cái gì? Thì đâu có gì. Ý em cũng té nữa nè quan anh xui. Sao làm thông gia với ông tôi hồi hộp quá. Sao vậy? Cứ mỗi lần mà có sự việc gì mừng cái là ông té à. Cái kiểu này á, mai mốt mà ông có cái gì á nghe, là con gái tôi nó mồ côi cha chồng á. Dễ gì em té xạo chứ dễ gì chết. Căn cứ tang vật thu được tại nhà quan Thanh Liêm, kết luận quan Thanh Liêm mắc tội thông cướp, cấu kết với tên trộm khét tiếng quận gió. Ngươi có nhận tội không? Nhậm Nhi. Ai vậy? Ai Nhậm Nhi? Đứa nào nói tao Nhậm Nhi? Ai Nhậm? Ai Nhi? Ngươi là ai? Mà dám vô đây làm loạn hả? Ta là quận gió đây. Ta tới đây là để nói cho tất cả các người biết, ta là một tên trộm cướp phách khét tiếng nhất vùng này. Việc gì ta phải thông lưng với tên quan huyện này để cho thêm phần phiền phức chứ hả? Quận gió. Trời ơi. Linh, bắt nó cho ta. Hoàng tử. Đâu phải Linh anh đâu. À, Linh, bắt nó giùm ta. Nè, ta có bỏ đi đâu đâu mà vội. Một khi ta đã tới đây thì ta đã không ngán ai rồi. Sẵn đây, ta có quà cho các vị đây. Vô đi. Tên này là tên nào? Là thằng nào? Thằng này là thằng nào? Ai biết. Dạ bẩm quan án, xin chào các vị. Các vị chào ngươi. Thấy không? Rõ ràng là tụi nó thông đồng với nhau, làm chứng cho nhau. Cái túi vàng mà ta đang giữ á, là do cái tên quận gió này lấy của thông gia của ta đưa cho quan Liêm, rồi chúng ăn chia với nhau. Quan, xử nó đi quan. Xử nó. Được. Đi quan. Dạ bẩm quan án, tôi tới đây là để làm chứng. Túi vàng mà phú ông lấy chính là túi vàng phú ông đã cướp của tôi. Đúng vậy. Chính ông phú hộ đây đã cướp tiền vàng của anh thanh niên này, rồi phá luôn xưởng rèn, hại anh ta điên điên dại dại. Nhờ có lòng tốt của quan Liêm đây đưa anh ta về cưu mang, nhờ thay thuốc cứu chữa cho nên anh ta mới phục hồi. Việc ta làm chỉ là lấy của thiên trả địa thôi. Sao các người vẫn chưa tin à? Cái người đáng tống vào ngục chính là hai ông. Vẫn chưa thuyết phục hả? Ngày hôm qua
ông Phú Hộ đây đã đưa cho ông quan án một túi tiền vàng để ngày hôm nay xử ép ông quan huyện. Các người có muốn ta đưa số vàng đó ra luôn hay không? Trời, mệt rồi. Sao cái giống gì nó cũng biết hết trơn vậy? Cái thằng này nó ném gì bảo giông chứ gió cái gì? Sao cái gì nó cũng biết? Đó là quỷ gió chứ quẩn gió cái gì? Nếu vậy thì nó là quỷ bảo giông. Nó đâu rồi? Ủa, nó đâu rồi? Nó mất tiêu rồi. Ơ trời ơi, sao ghê vậy? Ghê quá, ghê quá. Nó đi mây về gió, trời ơi. Tiền cậu cho đợt trước vẫn còn, không cần phải cho thêm đâu. Nếu còn, tại sao lão vẫn đi ăn xin? Đâu ai ngồi trời sung rụng mãi được. Ừ, cũng phải. Còn ta thì ta sắp phải đi xa rồi. Đi đâu? Ở đây ta vừa mới lộ mặt. Cậu cứu ông Hoàng đó. Sao mù mà cái gì ông cũng biết hết vậy? Cậu còn khuya mới là người tốt được. Tưởng cứng càng lắm. Mới nghe tán có một câu thì đã dạy rồi. Nè, coi chừng có ngày mật ngọt chết ruồi đó. Ai mà nói tên trộm đại tài này là người tốt bao giờ. Lên kinh tha hồ mà trộm. Lâu lâu ta sẽ về đây để thăm ông. Nè, ông còn cái bánh nào không? Ăn đi. Hạ Tần xin ra mắt hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Quan án đã tới rồi. Hôm nay ta triệu ngươi tới đây là để hỏi về tên trộm khét tiếng kinh thành tên là Quận Gió. Ta nghe nói giữa ngươi và hắn có mối giao tình gì với nhau? Quận Gió? Dạ bổng hoàng thượng, quả thật là có chuyện đó. Đó là người ơn của hạ thần. Người ơn à? Dạ. Một tên trộm khét tiếng như vậy, tại sao lại là người ơn của một vị quan thanh liêm như ngươi? Dạ bẩm hoàng thượng, chuyện cũng hơi dài dòng. Dạ, đúng không có gì. Mọi người hết gạo á thì cứ tới đây gặp tôi, không sao cả. Quên định giá đối ơn. Đội ơn cậu. Đời này mà có người có tấm lòng vàng như cậu thiệt tốt. Làm gì có lòng vàng, chỉ có mấy đồng vàng thôi. Ông cầm lấy. Mấy đồng bạc này quý lắm, cứu đói cả nhà tôi đó cậu. Cầu trời ban phước lành cho cậu. Cậu thiệt tốt. Thôi được rồi, ông cứ về đi, tôi buồn ngủ rồi. Dạ, đội ơn cậu tôi về. Thì ra nhân duyên của ngươi và tên đó là như vậy. Không biết thuận duyên hay là nghịch duyên, nhưng mà ngươi được thăng quan tiến chức thì tên quan binh đó đã bằng cách nào đó được trao trấn nhiệm kinh thành. Chính hắn đã gây sức ép với triều đình và ép ta phải bắt giam Quận Gió, tìm ra quan hệ giữa ngươi và Quận Gió nhằm phế chức ngươi. Dạ bẩm hoàng thượng, hạ thần và Quận Gió không còn liên quan gì nữa, cho nên không lo. Có lẽ quan binh sợ chuyện xưa bị phanh phui, hoặc lại mới bị Quận Gió khoắn cho dài mẻ. Nhà Quận Gió hiện giờ nghe nói là một điểm phát chẩn nhộn nhịp lắm. Nghe những gì mà ngươi kể ta cũng thấy tò mò. Được, hôm nào ta sẽ đích thân di hành xuống gặp hắn, xem có đúng như những gì mà ngươi nói hay không. Dạ bẩm, đó cũng là ý hay. Tôi chưa thấy ai có tấm lòng vàng như cậu. Vậy thì ông muốn sao? Dạ tôi đông người quá, cậu cho tôi xin thêm chén gạo. Được thôi. Đây,
Đội ơn cậu. Ủa anh kia, anh muốn gì? Chẳng giấu gì anh, tôi dạy học ở phường Đồng Xuân. Năm hết Tết đến, tôi có để dành một số tiền để về quê, nhưng mà ai ngờ bị bọn trộm lấy hết. Nếu anh có thương tình, anh cho tôi ở lại đêm nay, rồi mai tôi lại đi. Tưởng gì, vài đêm cũng được. Sáng mai ta sẽ kiếm cho anh một ít lộ phí để lên đường. Còn bây giờ ta đang cần người đối ổng, anh có thể uống với ta vài ly được không? Vậy thì quý quá quá. Đang. Nhà ông coi bộ cũng chẳng khấm khá gì, thì ông lấy gì để giúp tôi lộ phí? Vậy mà có nó mới hay. Không lẽ ông có củ chìm củ nổi cất giấu ở đâu chăng? Đúng rồi, của chìm cất ở nhiều kho, muốn tới lấy bao nhiêu á thì tùy thích. Chẳng giấu gì ngươi, ta là quận gió đi. Ông là quận gió à? Chính là tay đại bận quận gió, khét tiếng nhất kinh thành này. Đúng vậy, ngươi gặp hên đó. Ta nghe nói ngươi là thầy giáo nghèo gặp dựng đen. Thôi được, để đêm nay ta sẽ thu xếp kiếm cho ngươi một món lộ phí để lên đường. Được rồi, cảm ơn ông nhiều. Nhưng mà dù sao mình lấy của người ta thì người ta cũng sốt ruột. Ngươi yên tâm đi, của ta đi lấy của bọn chúng cũng là của bọn chúng đang cướp thôi, cũng chẳng phải là của tự bọn chúng làm ra, cho nên chúng nó không sót là bao đâu. Chúng nó đã gây ra bao nhiêu đau thương tan tóc cho dân làng, thì bây giờ có sót cũng đáng đời mà thôi. Nói vậy là ông tự nguyện ra tay là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cớ sao mà lại làm như vậy? Chắc cũng tại tinh quan huyện đó. Quan huyện? Đúng vậy, hồi đó nổi máu yên hùng, thích thì ra đòn chẳng suy nghĩ gì cả. Ta ghét nhất bọn trọc phú quan nha ức hiếp người cô thế, cho nên ta cứ nhè bọn chúng mà xử. Nhưng cái tên quan huyện đó lại làm ta suy nghĩ. Hắn nói ta là người tốt, nhưng mà ta ghét cái tiếng người tốt đó. Làm người tốt thì có gì hay chứ, nhưng mà đem của cho người nghèo thì ta lại thích, cho nên ta làm. Làm riết đâm ra ghiền. Mà thôi, tốt xấu gì cũng mặc kệ, ta thích thì ta làm thôi. Vậy tối nay ông tính lấy của ai? Tóm lại là phải kiếm nhà nào giàu có mà gian ác bất lương, lấy tiền của tụi nó mới đã. Mà nè, anh có biết nhà nào không? Chỉ tôi đi. Được, có nhà bá dân ở Đông Thành, có cửa hàng buôn bán giàu cử dạng. Nhà đó chỗ dây, một lớp 5-7 lớp lãi, lấy đồ chia cho mấy con nợ bị nó bóp hầu bóp họng. À mà không, ta nghĩ là cứ nuôi cho nó mập mập rồi hốt một lần cho nó tiện. Nhà ông bá cự gần đây ruộng sâu trâu nái, nhà ngói tường đất, được không? Nhà đó cực lực làm ăn, trời chưa sáng đã ra đồng, tối hồ mới biết tới miếng cơm. Cần cù lương thiện làm ăn, ta sẽ không lấy. Vậy thì hết rồi, ta chẳng còn biết nhà nào nữa. Thôi được, chắc là phải gặp lại cố nhân thôi. Cố nhân? Anh quan xui nhà ta tài thiệt, đã sắp xếp sao mà ổn thỏa hết à. Nếu như vậy thì không có chuyện gì vào tay quan anh xui mà không giải quyết xong. Tiền của quốc khố rồi sẽ chảy vào trong tay của ta hết. Hiện nay tiền đã ở trong kho của chúng ta rồi, ngày mai nó sẽ chảy qua nhà của quan anh xui đó. Ông ăn nói cho cẩn thận, tai vách mạch dừng vậy lắm đó, hay không? Đừng để cho người ta biết tôi với ông là thông gia, rồi thông lưng với nhau ăn cắp quốc khố của triều đình. Ôi giời, quan anh xui lo xa quá. Đã có cái thằng quận gió thì quan anh xui lo gì? Nói quận gió nói nhỏ nhỏ thôi, ông nói kiểu đó là bão chứ gió cái gì. Vậy là sao? Ướt nhẹp hết rồi nè. Từ hồi em lên làm quan á,
thì miệng nhà quan có gan có nước ghê. Bậy, người ta nói là miệng nhà quan có gan có thép. Dạ, em xin nói lại, quan anh lo gì? Đã có thằng quận gió lo rồi, hễ bể việc ra quốc khố mình có bao nhiêu tiền thì coi như mình tạo một cái hiện trường giả rồi đưa cái thằng quận gió lên đó nó nhận tội. Chụp đầu nó mình giao cho vua, mình vừa được tiền, mình vừa được thưởng, mà mình còn trừ hậu quả nữa. Tôi đã dương đồng kích tay dọa bắt nó, để vua lưu ý tới nó. Nói gì thì nói, phải cẩn thận là trên hết. Ông cũng biết rồi, cháu ruột ghét cháu anh, quan lại triều đình ngấm ngầm ghen tức về cái chuyện tôi đề bạc con ông giữ kho quốc khố của triều đình. Với ông quên rồi sao? Cái thằng quan Thanh Liêm đó, nó chưa quên mối thù xưa đâu. Nhưng không sao, quan lo gì? Dạ, xin mời quan anh. Uống đi. Thì ra là vậy. Nhưng mà làm sao tôi tin hai kẻ đó cấu kết để ăn cắp hộ kho, chứ không phải là ông ghen ghét rồi đối xấu người ta. Ta đâu có rảnh đâu mà dựng chuyện. Bọn nó lấy trong kho ra mỗi ngày một ít, rồi sau đó giấm dúi chia nhau, rồi đưa về quê tậu giường tậu ruộng, làm thành thái ấp đã có đến hàng trăm mẫu. Vậy anh cho tôi đi chuyến này được không? Anh chờ ta ở đây, ta sẽ vào trong lấy cho anh một việc. Đó là dân ăn cắp từ quốc khố. Anh nhìn đi, ngựa khố bạch kim có khắc chữ rành rành ra đó. Đây là vàng trong quốc khố đã bị ăn cắp. Nè, còn cái này anh cầm lấy, về quê mà ăn Tết. Nhớ đừng có la cà lung tung, để cho bọn họ phát hiện thì mệt lắm. Được rồi, đi thôi, nhanh lên. Trời ơi, thằng Tuất thằng Sủ đâu rồi? Thằng Tuất thằng Sủ đâu rồi? Dạ dạ dạ. Trời ơi. Dạ dạ dạ. Ra đây coi, hay đứa bay suốt ngày nó ăn luôn ngủ không hả? Tụi bay thức để cách ăn trộm mà tại sao tụi bay ngủ? Quần gió nó ăn cắp nó ăn trộm của ta hết rồi. Kêu 20 người rước nó cho ta. Dạ. 10 người rước bên đây, 10 người rước bên đây. Trời ơi, sao còn đứng đây? Trời ơi, con đâu có ngu như nó. Đã thằng quần gió nó ăn cắp, nó là đi mây về gió, biết đường nào đuổi theo. Trời ơi, nó ở đợi mà nó trả treo, nó phân tích kỹ lưỡng quá. Mày đuổi theo nó không được thì mày đi chết theo nó đi. Nó lấy đúng cái số bạc mà ta. Bạc gì? Mày dùm cái gì? Mày nhiều chuyện nữa, mày đuổi theo nó đi. Trời, biết đường nào mà đuổi ông. Hả? Ông hay còn tính dày. Hả? Còn tới nhà của nó rồi mình cướp của lại nha ông. Trời ơi, cái thằng quận gió mà nó để cho con cướp lại được đồ của nó sao? Nó nghe, nghe ta dặn nè, mày không được nói cho ai biết nhà mình bị ăn trộm nghe chưa? Ủa sao kỳ vậy? Mình phải báo quan để quan phụ mình bắt nó để tìm lại số vàng chứ. Trời ơi, báo quan chẳng khác nào lại ông con ở bụi này, hiểu không? Sao mày ở đợi mà mày nhiều chuyện như vậy? Mày đi liền đi. Dạ thôi con hiểu rồi. Lẹ lên. Trời ơi, quận gió. Quận gió, quận dốc, quận bão. Ta đã cải dạng tới chơi với quận gió, còn đi thực tế với y một chuyến nữa. Đúng thật là như lời đồn. Dạ bẩm hoàng thượng, nếu như quận gió không biết hoàng thượng là ai, câu chuyện hẳn là thú vị. Phải, rất thú vị. À còn nữa, trong lúc chén tạc chén thù, y còn cho ta biết là người làm cho hắn chủ đích làm chuyện lấy của bức lương chia cho người nghèo chính là ngươi. Là kẻ hạ thần. Phải. Có lẽ ngươi đã nói ra chân tình của ngươi, đã làm cho hắn phải suy nghĩ lại. Trước đó hắn thích thì làm, gặp đâu cướp đó, nhưng từ khi gặp ngươi thì đã khác rồi. Dạ bẩm, quả thật là một người kỳ lạ. Phải. Hôm nay ta triệu ngươi tới đây, tại vì trong chuyến di hành ngày hôm qua, ta đã phát hiện ra một chuyện tày trời. Dạ bẩm, ta cần thưởng triều, hãy truyền báo quan văn võ. Thần tuân mệnh. Không biết có việc gì mà hoàng thượng thiết triều đột xuất vậy ta? Chắc là có chuyện gì đại sự đây.
vì có khi nào bà quan coi kho có mặt ở đây đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Ông làm gì rung dữ vậy? Lần đầu tiên bận đồ quan nó hơi nực mà sao tôi rung dữ vậy? Có khi nào vua biết hết tất cả không? Mà sao vua triệu tập đông người rần rần như vậy? Ông lo xa quá. Chừng nào hoàng thượng đi chung với quận gió thì hoàng thượng mới biết nhanh như vậy. Hoàng thượng triệu tập quan lại tới đây để hoàng thượng chiêu đãi á. Ông cũng nhát gan quá, chứ gì ông cũng muốn khai à? Dạ, vua biết là vậy, nhưng mà sao vẫn thi rung quá quan anh xui à? Quan nào xui? Thì quan anh xui chứ ai? Tôi xui rồi nào? Trời ơi, là xui da đó, chứ không phải là xui xẻo. Muốn xui không? Tới liền bây giờ nè. Sao không biết? Tôi đoán vậy đó. Quan thượng dạ tới, dạ tới, dạ tới. Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Đêm qua ở nhà các khanh có yên không? Gì vậy? Vậy mà theo ta biết thì có chỗ chẳng yên chút nào. Qua coi kho, ông sao vậy? Ông trúng gió chăng? Hay là đêm qua ông dạo chơi trong vườn bị trúng phải cơn gió độc sao? Dạ không. Ta vừa được mật báo quốc khố đang bị thất thoát. Kẻ trộm thông đồng kẻ canh, mỗi ngày lấy một ít, chắc bây giờ đã bộ. Quan coi kho, tại sao ngươi biết chuyện này mà không bẩm báo? Dạ bẩm hoàng thượng, dạ con không hề biết chuyện đó. Dạ đúng như vậy à hoàng thượng. Dạ. Ta đã đoán được ngươi sẽ trả lời như vậy. Vậy chắc ngươi cũng không biết chuyện đêm qua nhà ngươi có trộm sao? Dạ con không biết à. Vậy mà có đó. Ta biết đích xác, bởi vì đêm qua chính ta đã có mặt ở đó cùng với một người, và nhờ người đó ta đã có được bằng chứng rành rành. Quan Thanh Liêm, chuyện này có thiệt không ta? Dạ. Hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ rồi, chắc là có thiệt. Gian trong kho vua rành rành các chữ ngữ khố bạch kim đã được tìm thấy trong nhà quan coi kho. Quan coi kho, quan binh, các ngươi đã biết tội của mình chưa? Lính, dạ, dạ. Bắt hai người này về cho ta. Dạ. Đi. Dạ bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Chúng thần vô ngục. Đây trộm tiền của vua. Cho truyền khách của ta. Muốn bắt ta thì bắt, mời mọc làm cái gì? Tại sao nhà vua lại cho mời ta tới đây? Ha, là ông sao? Nếu ông muốn á thì cứ tới nhà chơi. Còn chỗ này á, thật sự ta không thấy thoải mái một chút nào. Còn anh chàng này... Hỗn láo, tôi biết là ai không? Thì ra ngày đây là đương kim hoàng thượng. Vậy chẳng hay hoàng thượng gài tôi đi ăn trộm là gì ý gì? Anh đừng lo, nhờ anh mà hoàng thượng phát hiện ra âm mưu tày trời. Người gọi anh tới đây để đa tạ. Vậy thì tới nhà ta nhậu một trận là được rồi, mày đặt mời một lóng trộm làm gì? Ta cho mời người tới vì một lý do khác. Quận gió, tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ. Ta ban thưởng cho anh bốn chữ: ăn trộm quân tử. Ban thưởng bạc vàng gấm dốc xứng với danh hiệu và công trạng giúp đỡ người nghèo. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân tử gì chứ? Ta đã nói là ta không thích làm người tốt mà. Cậu về rồi sao? Cậu cũng biết giữ lời đó. Tôi bỏ nghề rồi, chùng chân mỏi gối rồi à. Tôi còn gân lắm, nhưng mà tôi nghĩ ai được cũng đến lúc dừng bước giang hồ mà, phải không? Nào mụn, tôi với ông kiếm gì đó đi làm. Chán thiệt chứ, làm thì mệt, bán hoài cũng có ai mua. Làm người bình thường chán vậy sao ta?
gấp chuyện gì? Ngươi đã từng nghe tiếng của quận gió rồi chưa hả? Quận... Đi. Dạ. Bà lão. Dạ. Tiền của bà đây. Tiền của tôi hả? Đâu đâu, tiền tiền của tôi đây hả? Lúc nãy có kẻ gian đã móc túi của bà. Dạ, đợi anh cậu. Chuối chiên đây. Nóng hổi vừa thổi gian đây. Làm ăn trộm những thích thú hơn chứ. Quân voi, về chiên chuối nè. Rồi, về đi. Mua đây, mua đây. Chuối chiên nước tròn đây bà con cô bác ơi. Nhìn đi, mà vô, mà vô.